Hello mọi người, chắc là mình cũng đã gặp nhau vừa 3 video rồi đúng không? 3 video đều ngắn và đều ở phần cài đặt thôi, nó rất là dễ. Hôm nay mình sẽ bắt đầu quay vào cái phần tạo ra dự án. Thì chúng ta sẽ xây dựng một cái dự án với Vite. Vite nó là một cái tool chuyên để xây dựng những cái bộ khung giao diện phía frontend. Gọi là bộ khung giao diện thì cũng không chính xác. Thực ra thì nó sẽ build cho chúng ta một cái cấu trúc dữ liệu, cấu trúc thư mục mà từ đấy chúng ta thấy là nó có một cái khung cơ bản để chúng ta có thể sử dụng trực tiếp và code logic luôn vào đấy, chứ chúng ta không cần phải mất công tạo file rồi cài đặt những cái môi trường ban đầu. Thì ở đây các bạn thấy các bạn vào truy cập vào vizjs.dev thì các bạn thấy nó giới thiệu đến hình tz và chữ v đây đúng không ạ? Giao diện rất là hiện đại. Và đây các bạn thấy là dịch ra thì nó cũng chia sẻ đây là sẵn sàng cho một cái môi trường phát triển cuối cùng. Và chúng ta ấn vào get start để xem. Trong này thì phần overview giới thiệu sơ qua thì chúng ta thấy Vite trong tiếng Pháp nó có nghĩa là nhanh và nó sinh ra để thay thế hoặc là thậm chí là có thể là làm nhanh hơn một số công cụ hiện tại mà chúng ta đang biết. Thì chúng ta hãy cài đặt cái ông Vite này với LPM. Các bạn có thể chọn dùng thử đối với một số cái môi trường và một số cái template ở đây. Còn tuy nhiên thì chúng ta dùng thật nên chúng ta sẽ không chọn phần training đúng không ạ? Chúng ta kéo xuống chúng ta sẽ xem dùng thử như nào. Ở đây đối với LPM thì chúng ta sử dụng câu lệnh là LPM create with, không cần phải a-còng latest cũng được, latest là bản mới nhất đúng không ạ? Các bạn chỉ nhớ câu lệnh LPM create with là ok rồi. Theo là sau đó thì sẽ có một số cái tùy chọn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn. Chúng ta clear cái nội dung cũ đi đúng không ạ? LPM create with và chúng ta kéo rộng cái khung này lên để các bạn cùng nhìn. Enter. Cái câu hỏi đầu tiên là tên dự án của bạn là gì? Nếu mà mình đồng ý gõ tên dự án vô đây thì cái tên dự án này là cái dự án cố định của mình đây đúng không ạ? Thế còn nếu như mà chúng ta muốn bung cái dự án đấy ra chính cái thư mục này, thư mục JS Mini Project Series YouTube này thì các bạn chỉ việc gõ dấu chấm rồi ấn Enter. Tiếp theo nó nhận ra là cái thư mục này nó không có được để trống. Thư mục này có một số cái file khác đó. Cái file này nó có thể nó ảnh hưởng đến cái việc cài đặt của mình, thì nó có đặt một cái câu hỏi là bạn muốn remove những cái file liên quan ở trong cái thư mục này và tiếp tục, hay bạn muốn hủy bỏ cái việc cài đặt, hay bạn muốn đồng ý cho những cái file này ở đây và tiếp tục cài đặt. Thì mình biết những cái file này nó không ảnh hưởng được đến dự án nên là mình sẽ tiếp tục cài đặt và chọn cái lộ trình này đúng không ạ? Thế trước khi bắt đầu thì các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ tạo ra một cái file index khác đấy. Chính vì thế nên mình sẽ xóa cái file này đi nhé, để tránh trường hợp mình cài bị lỗi ban đầu. Mình sẽ xóa cái file cũ đi, xóa cái file index cũ đi mà tránh trường hợp là nó nhầm lẫn đúng không ạ? Mình chỉ để mấy cái file node của mình thôi. Sau đó mình bên này mình ấn enter. Tiếp theo chọn một cái framework thì chúng ta sẽ chọn Vanilla. Đó là một cái bộ khung giúp cho những người mới lập trình JavaScript có thể chưa cần hiểu quá nhiều, biết quá nhiều những cái khái niệm mà chúng ta bắt đầu sớm được. Nó là một cái bộ khung đơn giản nhất trong số những cái bộ khung này rồi. Thì chúng ta sẽ chọn Vanilla. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cách khai báo là JavaScript, còn TypeScript thì chúng ta sẽ học ở những môn sau các bạn nhé. Rồi, sau khi các bạn khởi tạo xong thì toàn bộ những cái file cần thiết nó đã bung ra đây rồi. Bây giờ chúng ta nhận được một cái lời khuyên là gì ạ? Hãy chạy LPM install và LPM run dev. Thì mình giải thích là LPM install là giúp chúng ta cài đặt những cái thư viện liên quan đến dự án. LPM run dev là sau khi chúng ta cài đặt thư viện xong thì chúng ta sẽ khởi chạy dự án trên một cái port nào đó. Thì các bạn thấy là LPM run dev ấy, về bản chất nó sẽ thực hiện cái câu lệnh ở trong package json. Nó sẽ lưu trữ toàn bộ những cái thông tin và những cái cấu hình của dự án đúng không ạ? Khi gọi LPM run dev thực ra là chúng ta đang gọi câu lệnh with này ở trong cái đoạn script này đó. Còn LPM run build tức là gì ạ? Giúp chúng ta build ra một cái bản để phục vụ việc product đúng không ạ? LPM run preview tức là xem trước cái bản build đấy. Đó, chúng ta đang ở trong môi trường developer, môi trường xây dựng phát triển thì chúng ta sẽ chọn là LPM run dev. Thì chúng ta sẽ là LPM i hoặc install đều như nhau các bạn nhé. Các bạn có thể viết tắt thành i cũng được. Viết nhanh đúng không? Rồi sau đó các bạn sẽ là LPM run dev. Rồi, đây chính là cái đường dẫn mà dự án chúng ta hoạt động. Các bạn có thể ấn trực tiếp vào đây bằng cách là giữ Ctrl rồi ấn chuột. Đây chính là cái trang web của mình đúng không ạ? Đây thì có một số cái nội dung như là cái logo Vite, cái logo JS là hai cái chúng ta đã tùy chọn đúng không? Một cái là tool, một cái chính là cái
cái nội dung, cái ngôn ngữ để xây dựng dự án. Thì chúng ta còn có ông count is không, cái nút này nó sẽ là biến đếm, chúng ta ấn vào thì nó sẽ thay đổi số liệu đúng không ạ? Các bạn quay lại đây thì các bạn sẽ nhìn sơ qua một số cái nội dung trong cấu trúc thư mục. Thì các bạn nhìn sau đây và các bạn có thể tìm hiểu trước. Thì mình sẽ dừng video đây và các bạn sẽ bắt đầu cùng mình ở cái video sau để mình giải thích về cấu trúc thư mục sau các bạn nhé. Các bạn có thể nghiên cứu tìm hiểu trước. Chào mọi người nhé.